Nhằm kiện toàn công tác cán bộ và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, sáng nay đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi lễ công bố các quyết định của Ủy ban dân tỉnh về công tác cán bộ. Theo ủy quyền Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Minh Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2024. Bổ nhiệm ông Cao Thanh Tuấn, trưởng khoa văn hóa trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng Nai từ 1 tháng 10 năm 2024, thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá cao và ghi nhận sự cống hiến của bà Nguyễn Thị Kim Hương trong thời gian công tác tại Sở Tư pháp nhiều năm qua. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chúc mừng và tin tưởng các cán bộ vừa được nhận nhiệm vụ mới sẽ cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.